Hại bốn người này mất ngay phúc báo trong đời. Xét về phúc đức, theo nhân quả báo ứng, thì có một số người bạn nhất định không được làm hại họ. Nói một cách đơn giản, nhân quả báo ứng chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. Luật nhân quả chính là phương thức, quy tắc cùng định luật cố định của nhân quả báo ứng. Còn nói rõ hơn, những hành vi thuộc ác chủ yếu là thập ác và ngũ nghịch. Mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó, và lại căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có quả báo khác nhau. Làm 10 điều ác, sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục, còn tạo ác nhẹ hơn, sau khi chết chuyển sinh thọ khổ trong loài ngạ quỷ. Nếu tạo ác nhẹ hơn nữa, thọ khổ trong loài súc sinh. Trong khi thọ hết tất cả thống khổ trong các trường hợp này rồi, sẽ được chuyển sinh trở thành làm người và tiếp tục bị thọ các quả báo. Đời người ai cũng khó tránh khỏi việc va chạm và làm tổn thương người này người kia. Có đôi khi việc làm tổn thương người khác là một việc vô ý, nhưng cũng có khi là vì tâm tính không tốt mà cố ý làm hại người ta. Thế nhưng làm tổn thương họ, nếu nhẹ thì có thể bị hao tổn phúc đức của bản thân mình, nặng thì có thể bị quả báo ngay trong đời này. Hãy cùng xem bốn người mà vị lão hòa thượng khuyên đừng làm hại dưới đây là những ai nhé. 1. Người có đức lớn. Người có đức lớn chính là người tốt, rất lương thiện, chân thật và nhẫn nhịn. Những người như vậy họ đã làm rất nhiều việc tốt, không phải chỉ đơn thuần là được mọi người xung quanh biết rõ, mà cả thần linh cũng biết rõ như trong lòng bàn tay. Những âm đức của họ đều được thần linh lưu giữ, ghi lại. Nếu như bạn cố tình hay vô tình làm tổn hại, xúc phạm đến những người này, thì ngay trong đời sống thực tế là bạn đã chiêu mời sự tức giận, phẫn nộ của rất nhiều người đã biết rõ người đó là tốt. Còn ở sâu thẳm bên trong là bạn đã đi ngược lại với thiên ý, khiến trời đất phẫn nộ mà bị báo ứng. 2. Người mà mình mang ơn. Ví dụ cha mẹ là người có công ơn đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta, hay những người đã giúp đỡ chúng ta vượt qua kiếp nạn đều là người mà chúng ta mang ơn. Hãy ghi nhớ rằng, đối với những người này, chúng ta nên tình nguyện lấy sự tổn thương, đừng làm tổn hại hay xúc phạm họ. Bởi vì ở sâu thẳm bên trong là chúng ta đã thiếu nợ họ rất rất nhiều. Về lý, thiếu nợ là phải trả, cho nên nếu như lại làm tổn hại, tức là chúng ta lại mắc thêm họ một món nợ. Một khi báo ứng đến thì sẽ rất nhanh, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Có khi sẽ khiến bạn chỉ trong một thời gian ngắn lâm vào hoàn cảnh muôn đời muôn kiếp không đứng dậy được. 3. Người đồng cam cộng khổ. Người đồng cam cộng khổ với mình phần lớn là vợ chồng, những người đã từng vì mình mà phải trả giá rất nhiều. Họ sẵn sàng một lòng một dạ chịu thiệt về bản thân để luôn ở bên khích lệ giúp đỡ mình. 4. Người tu luyện tu hành chân chính. Trước đây tại Trung Quốc, có một câu chuyện kể như thế này. Có một người đàn ông vì gặp một sự việc buồn phiền nên đã uống rượu để giải sầu. Sau khi uống rượu xong, ông ta đến một ngôi chùa trên núi thắp hương. Vị hòa thượng trong chùa khuyên bảo ông ta mấy câu, nhưng ông ta mượn rượu để nổi nóng, nói lỗ mãng, không kiêng nể, động tay động chân và làm náo loạn cả chùa. Kết quả trên đường trở về, ông ta bị rơi xuống khe núi, khiến bộ mặt gần như bị hủy hoại trong nghiêm trọng và tổn thương miệng. Cũng có thể có người cho rằng đây là một việc trùng hợp, không tin, nhưng xét về nghiệp thì việc nói những lời ác chính là một loại khẩu nghiệp và sẽ phải chịu báo ứng.
Cho nên mọi người cần ghi nhớ rằng đừng làm tổn thương người tu luyện chân chính hay nói lời nói, hành vi bất kính với Phật. Con người không khổ, nhưng tự mình làm mình khổ. Nói như vậy đôi khi Phật tử thấy lạ, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ nhận ra lời Phật dạy là đúng. Đức Phật dạy rằng nỗi khổ của con người phát xuất từ sự ham muốn. Vì ham muốn không được nên khổ gọi là cầu bất đắc khổ. Vì vậy Phật bảo chỉ cắt bỏ ham muốn, chúng ta sẽ hết khổ liền. Ham muốn cái gì? Tất cả mọi người trên cuộc đời này thường ham muốn tiền tài, địa vị, danh vọng là ba điều ham muốn căn bản nhất. Người có ham muốn như vậy thì dù địa vị cao tới đâu hay tiền bạc có nhiều bao nhiêu cũng khổ. Cứ như vậy mà nỗi khổ tăng lên, không giảm được. Nếu cắt được ham muốn, phần nào sẽ hết phần khổ đó. Như vậy, thấy cái quả thì sẽ biết được cái nhân mà mình đã làm. Thấy Phật được người cung kính, thử xét xem Phật đã làm những gì để được như vậy. Đức Phật cho biết Ngài đã trải qua vô số kiếp thực hiện những việc làm của Thánh La Hán, của Bích Chi Phật, của Bồ Tát, hoặc thấy người kính trọng Bồ Tát Quan Âm, ta cũng muốn được như vậy. Phật dạy rằng tất yếu phải làm như Quan Âm mới được kính trọng, nếu không có việc làm nào giống Ngài mà muốn hưởng quả tốt đẹp, nhưng Ngài chỉ là nấu cát muốn thành cơm. Nếu muốn trở thành người mạnh mẽ, hãy ngừng nói bốn câu này. Hẳn là ai trong chúng ta cũng từng có ít nhất một lần cố biện hộ cho một quyết định sai lầm, trong lúc vẫn không chịu quay đầu lại hay tìm cách hợp thức hóa một lựa chọn tồi tệ mà mình sắp thực hiện. Làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn một cách nhất thời. Nhưng xét về lâu dài thì việc cứ cố tìm cách bao biện cho bản thân chỉ làm cho bạn gặp nhiều rắc rối hơn mà thôi. Ai cũng có thể mắc vào các lỗi bỏ qua rủi ro, bị cám dỗ nhất thời hay hành xử bốc đồng. Nhưng để thực sự trở thành một người mạnh mẽ hơn, bạn cần phải biết thừa nhận những sai lầm của mình để có thể thay đổi hành vi trong tương lai. Một người có tinh thần mạnh mẽ thực sự sẽ không sử dụng 4 lý lẽ dưới đây để biện minh cho hành vi của mình. 1. Cứ làm tới rồi xin lỗi sau, thay vì phải xin phép trước. Nếu bạn đang cố tình làm một việc nào đó mà chưa có sự đồng ý của sếp, hoặc bạn đang dựng một hàng rào sẽ che khuất view hướng biển của nhà hàng xóm, khi đó bạn sẽ có khuynh hướng làm tới rồi xin được tha sau. Nhưng nếu bạn thực sự tin rằng mình đang làm đúng, vậy tại sao bạn cần phải xin lỗi và cầu xin sự tha thứ? Lời biện hộ này thường được ném ra khi người ta quá sợ phải đối mặt trực tiếp với vấn đề và được xếp vào dạng hành vi gây hấn thụ động. Nếu bạn thực sự tin vào quyết định của bạn, hãy thực hiện nó với tất cả sự tự tin. Nếu bạn không chắc chắn những gì mình đang làm là đúng, trước tiên hãy dành chút thời gian để nói chuyện với các bên liên quan, thay vì cứ cố làm rồi lại đưa ra một lời xin lỗi giả tạo vào ngày hôm sau. 2. Bạn chỉ sống một lần trong đời. Chớ trở thay, YOLO thường là điều cuối cùng mà ai đó nói trước khi đặt cược mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm. Kiểu như, chúng ta có nhảy xuống biển từ khe núi này không, YOLO? Nó cũng được sử dụng như một cách để biện minh cho việc chạy theo những cám dỗ nhất thời. Tôi đang cố gắng giảm cân đấy, vậy tôi có nên ăn tráng miệng này không, YOLO? Mặc dù đúng là bạn chỉ sống có một lần, nhưng bạn có muốn một cuộc sống đầy đủ và phong phú không? Để làm được như vậy, bạn phải biết cân bằng giữa những rủi ro ngắn hạn và các kết quả dài hạn. 3. Tôi chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì. Những người có tinh thần mạnh mẽ sẽ không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm những người khác nghĩ gì. Trên thực tế, việc cứ phớt lờ cảm xúc của người khác có thể là biểu hiện của một người bị mắc bệnh rối loạn nhân cách. Dù gì đi chăng nữa, bạn nên quan tâm xem người khác đang nghĩ gì. Bạn không cần phải làm các cuộc khảo sát để xem ai đồng ý với lựa chọn của bạn. Điều quan trọng cần làm là phải cho thấy bạn biết quan tâm đến người khác. Hãy sẵn sàng gạt đi tự ái cá nhân và lắng nghe những gì người khác nói. Mọi người đều có điểm mù khi đánh giá hành vi của mình. Vì vậy, việc lắng nghe những quan điểm của người ngoài có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về cuộc sống của mình. 4.
tôi xứng đáng được hạnh phúc. Dù bạn đang tìm cách chứng minh với bạn bè rằng người yêu mới của mình là lựa chọn đúng đắn, hay bạn đang chi tiêu theo kiểu phung tay quá chán, đừng lý luận rằng bạn phải làm như vậy vì bạn xứng đáng được hạnh phúc. Điều đó chỉ giúp bạn thấy an tâm tạm thời, chứ không có nghĩa là nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc về lâu dài. Chắc chắn là bạn xứng đáng được quyền theo đuổi một lối sống vui vẻ và lành mạnh, nhưng đừng để sự thỏa mãn nhất thời phá hoại những nỗ lực lâu dài của bạn. Nếu bạn cảm thấy phải nói với mọi người rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc hơn trong cuộc sống, bạn cần xem xét lại các lựa chọn của mình để trở thành một người mạnh mẽ hơn. Bạn cần xác định những giá trị rõ ràng mà mình theo đuổi. Từ đó bạn có thể biết cách từ bỏ những niềm vui tạm thời để có thể hướng đến các mục tiêu dài hạn.